Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn cái trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm. Thưa quý vị và các bạn, lý do tại sao tôi làm cái video này thì tôi có một cái khách hàng họ gây ra một cái tai nạn giao thông cho một cái ông A. Thì khi mà gây ra tai nạn giao thông cho ông A rồi thì hai bên đã thỏa thuận cái chi phí, và phía bên khách hàng của tôi đã đồng ý bồi thường cho ông A cái số tiền là 40 triệu. Tuy nhiên thì sau đó các cơ quan tiến hành tố tụng, khởi tố điều tra và ban hành cái cáo trạng về cái tội vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo điều 260, tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Lý do tại sao mà luật sư lại lộn với cái điều này thì trước đây theo luật năm 1999 thì gọi là tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, còn hôm nay là điều luật mới này nè quý vị, có luật mới năm 2015 thì lại có một chút thay đổi là điều 260 tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Hôm nay mong muốn rằng luật sư sẽ giải thích cho quý vị và các bạn những cái chi phí cần thiết cho việc bồi thường về sức khỏe bị xâm hại. Thưa quý vị và các bạn, cái việc mà gây ra tai nạn giao thông thì cũng không ai mong muốn. Tuy nhiên rằng khi mà trong cái quá trình mà xét yếu tố lỗi, nếu lỗi hoàn toàn thuộc về người gây ra tai nạn, bị can, bị cáo, thì bị can, bị cáo này phải chịu hoàn toàn cái chi phí. Và hôm nay tôi chỉ nói về cái chi phí bồi thường do sức khỏe bị xâm hại mà thôi. Trở lại vấn đề của khách hàng của tôi, ông bà bảo với tôi rằng là trước đây là các bên có thỏa thuận những cái chi phí bồi thường, một cái số tiền đã hoàn tất và các bên đã có một cái giấy bãi nại rồi. Thì sau khi vụ án khởi tố và đến tòa thì phía bên người bị hại lại yêu cầu một cái số tiền là hơn 100 triệu, thì tôi phải làm như thế nào? Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi có một cái vụ mà chi phí bồi thường thiệt hại về sức khỏe, thì tôi cũng đưa cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn nếu như trong trường hợp gia đình của quý vị và các bạn tham gia và gây ra tai nạn cho người khác, hoặc là quý vị và các bạn là người trực tiếp tham gia hoặc là gián tiếp tham gia và có lỗi, thì quý vị và các bạn biết rằng mình sẽ bồi thường những chi phí nào. Thì sau khi mà tôi cho rằng cái sức khỏe, cái tính mạng, cái vật chất, những cái thiệt hại, những cái tổn thương thì không thể nào cân đong đo đếm được, đó là cái điều mà chúng ta phải thừa nhận. Tuy nhiên thì tùy theo cái hoàn cảnh của người gây ra tai nạn, nếu như trong trường hợp họ có những cái điều kiện về vật chất thì họ sẽ bồi thường cho mình nhiều hơn. Sẵn đây thì tôi cũng có một cái vụ mà cố ý gây thương tích. Thì quý vị và các bạn biết không, cái chi phí mà gây cái tổn hại cho sức khỏe, tôi nhớ cái vụ đó là hình như là 32%, mà cái người bị hại họ yêu cầu tới cái số tiền là 1 tỷ 200 triệu. Cái người bị hại đó ạ, cái người bị hại họ chỉ là một người nông dân bình thường thôi, nhưng không rõ là như cái chi phí cộng rất là nhiều khoản, và nó lên tới 1 tỷ 200 triệu đồng. Và quý vị biết rồi, thì cái phán quyết của tòa án dựa trên những cái quy định của pháp luật, và hôm nay tôi cũng muốn đưa cái thông điệp là cái phán quyết này dựa trên cái cơ sở nào. Thưa quý vị và các bạn, trở lại vấn đề về trách nhiệm bồi thường sức khỏe do trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm hại, nó quy định ở Bộ luật Dân sự ở điều 584, 585 và 590. Thì những cái chi phí thì tôi sẽ đưa ra cho quý vị và các bạn 5 cái chi phí. Vì đây là những cái video cho nên nếu trong trường hợp cái quý vị và các bạn sẽ tua đi tua lại nhiều lần để xem những cái chi phí này,
để cho nó thật hợp lý. Cái chi phí thứ nhất mà tôi đưa ra cho quý vị và các bạn đó là cái chi phí hợp lý cho việc cấp cứu và chữa trị. Thưa quý vị và các bạn, sau khi một cái vụ về có cái thiệt hại xảy ra thì cái chi phí này bao gồm cái chi phí mà đưa nạn nhân đi đến bệnh viện nè, rồi cấp cứu nè, mua thuốc, và tất cả những cái chi phí này đều có hóa đơn, chứ không phải là bây giờ gia đình tôi có điều kiện cao hơn thì tôi đã mua sâm của nước ngoài với một vài triệu nào đó cho người nhà tôi, và tôi yêu cầu cái người mà gây ra tai nạn của tôi phải bồi thường, thì cái đó là không đúng. Những cái chi phí hợp lý cho việc chữa trị và cứu chữa. Cái thứ hai nữa là chi phí giám định thương tổn. Thì thưa quý vị và các bạn, trong cái quá trình điều tra thì để xác định được cái yếu tố lỗi hay không lỗi, yếu tố để giám định cái tỷ lệ thương tổn trong cái vụ tai nạn giao thông, thì bắt buộc cái người gây ra tai nạn đó phải chi phí giám định để xác định cái hành vi vi phạm pháp luật có mức hình phạt như thế nào, mà hình phạt ở cái khung nào. Thì thông thường những cái chi phí giám định thương tổn này thì sẽ do cái người bị hại đó ứng ra trước, và chi phí này thì cũng có hóa đơn, thì thông thường cũng một vài triệu gì đó. Thứ ba đó là chi phí những cái thu nhập thực tế bị mất do điều trị. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi làm một cái nghề gọi là kế toán, thì cái thu nhập mà vì do một cái tai nạn giao thông mà lỗi hoàn toàn về phía bên cái người gây ra tai nạn, thì một tháng là tôi thu nhập là khoảng là 10 triệu. Thì bây giờ tôi nằm bệnh viện hết là 2 tháng, thì những cái thu nhập đó của tôi gần như mất toàn bộ. Thì tôi sẽ đưa những cái chi phí này là thu nhập thực tế bị mất. Và cái điều nữa đó là thứ tư, đó là thu nhập thực tế bị giảm sút. Thu nhập thực tế bị giảm sút là sau khi tỷ lệ thương tật tôi là 60% rồi, tôi không thể mà làm cái nghề kế toán được, tôi không thể ngồi lâu vì vấn đề là sức khỏe. Cho nên đó, nếu làm cái làm kế toán thì tôi làm 10 triệu một tháng, bây giờ tôi không có thể làm cái nghề kế toán nữa mà tôi làm cái nghề khác, mà cái nghề này thì thu nhập của tôi chỉ có 30% thôi, thì có thể là tôi lập một cái nghề khác chỉ là 3 triệu thậm chí 2 triệu. Và xuyên suốt kể từ khi mà tôi xuất viện cho tới thời điểm xét xử nha quý vị, đây là một cái giai đoạn mà chúng ta được quyền yêu cầu thu nhập thực tế bị giảm sút. Thì thông thường theo cái quy định thì cái thu nhập thực tế giảm sút nó có khống chế cái số lượng thời gian, để tránh trường hợp cái thu nhập thực tế mà nó quá lớn thì tội nghiệp những cái người mà gây ra những cái tai nạn. Cái khoản thứ năm đó là tổn thất về tinh thần. Như tôi đã nói đó, những cái việc mà máu đổ, đầu rơi, những cái tổn thất, những cái lo lắng về cái sức tình trạng sức khỏe, không những cho người bị hại mà cho những người thân thì không thể cân đong đo đếm được. Thật ra thì trong cái quy định của Bộ luật hình sự nó có những vấn đề thiệt hại về vật chất thì cũng lo lắng đó, thiệt hại về mặt tinh thần đây là vấn đề, và cái thiệt hại tổn thất về tinh thần này cũng đã được quy định trong luật rất là rõ. Thì tùy theo cái mức yêu cầu thì tòa án sẽ chấp nhận. Tôi sẽ liệt kê cho quý vị và các bạn 5 cái khoản mà quý vị và các bạn cần. Nếu quý vị và các bạn là người gây ra tai nạn giao thông, cũng như quý vị và các bạn là người nạn nhân, gia đình của nạn nhân, gia đình của người bị gây ra tai nạn giao thông, thì quý vị và các bạn sẽ xem cái video này và sẽ xem những cái khoản mà chúng ta đưa ra phù hợp những cái quy định của pháp luật thì sẽ được chấp nhận. Tôi sẽ nói lại, đó là 5 cái chi phí. Chi phí thứ nhất đó là chi phí hợp lý cho việc cứu chữa và chữa trị. Cái chi phí thứ hai là chi phí giám định thương tổn. Cái thứ ba nữa là thu nhập thực tế bị giảm sút.
thu nhập thực tế bị mất và tổn thất về tinh thần. Thưa quý vị và các bạn, trong trường hợp này chúng ta cũng sẽ lấy những cái trách nhiệm bồi thường dân sự này để trong những cái hành vi là cái tội là cố ý gây thương tích hoặc là giết người cũng được. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn video có những cái điểm khuyến khích. Kính mong các thầy cô, quý đồng nghiệp có những cái vấn đề để nâng cái chất, nâng cái tầm của dân chương trình Dân ta phải biết luật ta, thì xin để lại comment ở phía dưới. Thưa quý vị và các bạn, thì tôi cố gắng bằng một cái cách nào đó thông qua những cái loạt video này gửi đến quý vị và các bạn, thì chắc chắn tôi sẽ có một cái chương trình livestream trực tiếp vào 9 giờ ngày thứ bảy hàng tuần gửi đến quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn có những cái nhu cầu giải thích về những cái quy định của pháp luật trong đời sống hàng ngày thì hãy vào cái YouTube văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc để được hỏi và sẽ được trả lời. Xin trân trọng cảm ơn.